Và bây giờ đây chúng ta tới với phần tiếp theo của chương trình, đó là ca khúc Thà Giết Người Yêu. Một người bạn của Minh Hạnh Trần sẽ gửi tới quý vị ca khúc này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Anh Tuấn xin chào tất cả các anh, các chị, các bạn ở trong câu lạc bộ. Thật là nhiều đêm bao nhiêu lá trên rừng,
thì tình tôi yêu em bấy nhiêu. Rồi ngày mai vì yêu tôi giết em rồi thì xin em hãy hiểu rằng vì lòng tôi quá lặng tình. Thà tôi sẽ giết chết người tôi đã yêu, cho người tôi yêu còn mãi trong lòng, để đời tôi không mất em. Đường tình tôi luôn có em, tôi chỉ muốn em là của tôi. Để đời tôi không mất em, đường tình tôi luôn có em, tôi chỉ muốn em là của tôi. Xin cảm ơn ca sĩ, ca khúc rất là tuyệt vời. Phải nói là một tình yêu mãnh liệt. Đúng không ạ? Một ca khúc rất là hay mà ca sĩ đã gửi tới quý vị.